IU và những bí mật ít ai biết bị em trai xem như người dưng. Ra mắt khán giả khi mới 15 tuổi, IU đã trở thành một trong những huyền thoại của làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, IU còn là một nữ diễn viên tài năng và được công chúng vô cùng yêu mến. Dù hoạt động chăm chỉ, nhưng những năm đầu sự nghiệp của IU không để lại quá nhiều ấn tượng. Mãi đến năm 2010, bản hit Good Day với ba nốt cao nổi tiếng đã thật sự đưa tên tuổi IU lên một tầm cao mới. Ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Gaon của Hàn Quốc trong suốt 5 tuần liền và được Billboard chọn là bài hát K-pop hay nhất của thập niên 2010. Từ đó, IU nổi lên như diều gặp gió. Vai diễn đầu tay của cô trong siêu phẩm học đường Dream High bay cao ước mơ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau 14 năm hoạt động, cô đã sở hữu cho mình gia tài phim ảnh đáng nể, trong đó có nhiều vai chính. Những tác phẩm tiêu biểu phải kể đến của IU chính là Người tình ánh trăng, Khách sạn ma quái, Persona, You Are Express, Lee Jun Sin. Không chỉ vậy, IU còn được biết đến như một nhạc sĩ tài năng. Phần lớn các bài hit của nữ ca sĩ đều do cô tự sáng tác như Palace, Beach, Friday, Blooming, 20 Trees, BB, Through the Night. Hiện IU đã trở thành một trong những ca sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc. Cô liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các ngôi sao K-pop. Với danh xưng quái vật nhạc số, IU luôn càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc vào mỗi lần tái xuất. Cô cũng là một trong số những nghệ sĩ solo có lượng fan đông đảo nhất tại Hàn Quốc. Không chỉ ca hát, IU còn có nhiều tài lẻ khác khiến người hâm mộ luôn bất ngờ. IU hẳn là một cái tên không còn xa lạ đối với các khán giả yêu mến âm nhạc xứ sở kim chi. Từ những ngày đầu debut, nhan sắc của IU vẫn luôn là một chủ đề khiến người hâm mộ xôn xao bởi liên tục thăng hạng. Không chỉ vậy, trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, IU chưa bao giờ một màu khiến khán giả nhàm chán. Nữ thần tượng luôn tạo cho fan được sự bất ngờ bởi một loạt tài lẻ của mình. IU có mối quan hệ vô cùng thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp trong nghề. Đối với các hậu bối, IU được xem là một tượng đài của tài năng và nhan sắc. Nhiều nghệ sĩ từng thổ lộ rằng họ xem IU như một thần tượng hay hình mẫu lý tưởng trong cuộc sống. Có lẽ vì quá hoàn hảo như vậy nên có lần IU đã phải cầu cứu em trai, hãy chỉ ra thiếu sót của bản thân cô nàng. Không cần suy nghĩ lâu, Lee Sun Hoon, em trai IU đã ngay lập tức đưa ra câu trả lời là bản tính con người, khiến cô nàng không khỏi bất ngờ. Thậm chí IU còn phải hỏi lại để xác nhận chính xác về câu trả lời của em mình. Có lần IU khiến khán giả phải bật cười vì tiết lộ rằng em trai từng phủ nhận mối quan hệ với mình. Cụ thể cô nàng bộc bạch, hai chị em tôi trông rất giống nhau và ai cũng biết tên em ấy là Lee Jong Hoon. Vì vậy em ấy nói rằng mọi người dường như đã nhận ra em ấy vì cái tên Lee Jong Hoon và em ấy nhìn trông giống tôi, nhưng em ấy đang giả vờ không phải là em trai của tôi. Tưởng chừng IU là một hình mẫu hoàn hảo khi sở hữu rất nhiều tài năng là vậy, nhưng quả nhiên, ông trời không cho ai tất cả. Người hâm mộ bất ngờ khi cô nàng thiếu mất kỹ năng làm power boy. Trong một đoạn video với chủ đề Bạn có phẫn nộ không? Nếu có một người như IU chung nhóm làm việc, được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của IU thu hút sự chú ý. IU từng phải tự thiết kế một file power boy để thuyết trình về ý tưởng của mình. Nữ thần tượng lựa chọn phông nền sặc sỡ và hiệu ứng lấp lánh để tạo sự nổi bật. Tuy nhiên điều này vô tình khiến bài thuyết trình của cô nàng trở nên vô cùng khó đọc. IU vẫn thản nhiên trình bày về ý tưởng mặc kệ phản ứng của người xem. Dù có chút thiếu sót là vậy, nhưng netizen vẫn đánh giá IU là một idol toàn năng. Không ai có thể phủ nhận được những gì cô nàng đã cống hiến cho nền nghệ thuật Hàn Quốc trong suốt khoảng thời gian vừa qua.